Xin kính chào quý cô chú chị cùng các bạn khán giả đang xem video. Vâng, em Mạnh đã lại trở lại với cả mọi người đây. Hôm nay thì em Mạnh ra cái khu vực trang trại này, nó đẹp quá mọi người ạ. Khu vực trang trại này thì lại nằm tọa lạc ở ngay giữa cánh đồng, đâm ra là cũng không, khi mà chúng ta chăn nuôi ấy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hàng xóm láng giềng. Và những cái video lần trước thì em Mạnh đã làm và đăng lên để cho mọi người xem, thì lúc đấy là em Mạnh làm ở trên khu vực đồi nhé mọi người nhé. Nhưng mà hôm nay em Mạnh làm ở khu vực đồng bằng. Cái địa điểm mà em Mạnh đang quay video này thì nó cũng là ở khu vực Chín Đinh Hải Dương thôi, đó là khu vực Đại Bát, Hoàng Tân, Chín Đinh Hải Dương. Và ở cái khu vực này thì nó lại đồng bằng hơn là khu vực em Mạnh đang sinh sống. Chỗ em Mạnh đang sinh sống thì chỉ có đồi với cả núi thôi mọi người ạ. Thì em Mạnh sẽ quay cái camera sau để cho mọi người có thể thấy được cái quang cảnh khu vực chăn nuôi mà em Mạnh đang nói đến nhé mọi người nhé. Ok, ok mọi người ơi, mọi người có thể thấy đây là khu vực ao đây mọi người ạ. Đây là cái trang trại chăn nuôi mà em Mạnh đang nói đến này. Cái khu vực trang trại này thì được sử dụng ở ngay giữa cánh đồng, rất là mát mẻ và thông thoáng. Và được cái là cái trang trại này lại nằm ở ngay cạnh bên sông nhé mọi người nhé. Hiện tại thì anh chủ trang trại là đang vào cái đàn gà là được 10 ngày tuổi. Và bên công ty cổ phần thuốc thú y Tí Tì và cửa hàng thuốc thú y Long Hường đang phối kết hợp, đang sử dụng hỗ trợ chủ trang trại này làm vaccine Gumodo và vaccine chủng đậu nhé mọi người nhé. Đây, như mọi người có thể thấy, đây là khu vực sân chơi của con gà đấy ạ. Khu vực sân chơi là rất là rộng rãi, thoáng. Trên đây là có cái test đặt ở trên độ cao khoảng tầm 5 mét mọi người. Ok, đây như mọi người có thể thấy ở trên cái video đây, em Mạnh đã đi sâu vào khu vực bên trong. Đây là cái sân chơi của con gà khi mà chúng được thả ra đây. Và chăn gà thì chúng ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy được nguồn thu từ con gà bằng cách là bán con gà đi. Thứ hai là chúng ta sẽ lấy được phân gà để sử dụng cho cái cây trồng của chúng ta. Và thứ ba đó là chúng ta không cần phải làm cỏ. Và chỉ trong khoảng tầm hơn chục ngày nữa thôi, em Mạnh sẽ quay trở lại đây và quay cho mọi người nên một cái video khác để chứng minh cái điều là con gà nó sẽ thay thế là chúng ta là làm cái máy cắt cỏ mọi người ạ. Chỉ khoảng tầm chục ngày nữa, hơn chục ngày nữa thôi, 15 đến 20 ngày nữa là cái khu vực này sẽ chóng nóc nha mọi người nhé. Con gà nó sẽ ra, nó sẽ ăn hết cỏ. Và như mọi người có thể thấy, cái rìa rìa bên này đó chính là cái khu vực mà đây này, đó chính là cái khu vực mà chúng ta có thể chăn được vịt. Bây giờ hiện tại thì hiện tại ở cái khu vực chỗ em Mạnh ấy thì là mọi người là không vào vịt nữa, bởi vì cái con vịt mà thả đồng ấy nó đang rất là nhiều, vì cái chỗ khu vực em Mạnh là mới gặt xong, đâm ra là những người dân là chăn nuôi theo hướng thả đồng là người ta là mới vào con vịt xong, thì cái giá cả nó sẽ bị thấp xuống, nó thấp xuống. Vì vậy là những cái người chăn nuôi theo kiểu là trang trại như này này thì là người ta sẽ không vào con vịt nữa, bởi vì giá cả không thể cạnh tranh được với cả những cái con vịt thả đồng.